mừng quý vị và bạn trở lại với chuỗi clip làm tiểu cảnh non bộ mini để trong nhà. Mời quý vị và bạn trở lại với phần 2 làm đôn bè cá hình con thú và cốc cây. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm chiếc đôn ở giữa lớn nhất hình con thú. Chúng ta sẽ làm trên tấm lưới sắt dùng để sàng cát. Và chúng ta sẽ bắt đầu đắp hình con thú. Con thú mà tôi đang làm chính là chó Bun Pháp. Và sau khi làm xong đầu của con chó Bun Pháp, chúng ta sẽ dựng đứng lên để làm chiếc gốc cây giả đằng sau, giả tưởng như là con chó đang chui ở trong gốc cây ra. Ủa, cái gì đấy? Đây là trong lúc vừa làm vừa hát, cao hứng mọi người ạ. Nam tiene. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng làm chiếc đôn hình gốc cây gồm có 2 chiếc đằng sau. Và bây giờ các sản phẩm chiếc đôn của chúng ta đã hoàn thành, thưa quý vị và bạn. Cảm ơn quý vị và bạn đã xem clip. Mời quý vị và bạn trở lại với clip tiếp theo phần 3, làm tượng Phật đặt trên hòn non bộ giả đá. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhé. Xin chào.